Xin chào các bạn. Thì hiện nay như các bạn đã biết là không chỉ Việt Nam mà toàn thế giới thì cái mối quan tâm lớn nhất là dịch cúm do virus corona mới, virus corona dòng Vũ Hán gây ra. Bộ Y tế Việt Nam liên tục nhắn tin ra những lời khuyến cáo và đồng thời nêu khẩu hiệu là Việt Nam quyết thắng đại dịch nCoV. Dịch cúm do virus corona mới gây ra thì nó khiến cho mọi người hết sức lo lắng. Mỗi cá nhân, mỗi gia đình cũng đều có những cách phòng chống dịch của riêng mình. Thích Trồng KTV hôm nay tình cờ là phát hiện một cái cách phòng chống virus kỳ cục của một người đàn ông ở phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, kế bên công viên làng hoa. Theo giải thích của ông là ông đeo khẩu trang cho cái dàn nho này bởi vì dàn nho này nó ra trái hướng ra đường, gọi là nho đứng đường. Thì rất nhiều người đi tập thể dục ở công viên về là đã dùng cây là chọc những cái chùm nho xuống để ăn thử coi như thế nào. Nhưng mà điều đó không khiến cho ông lo lắng bởi vì nếu mà ăn rồi thì thôi. Điều khiến ông lo nhất đó là người ta cứ súng lại và chỉ trỏ, nói đã thiệt, thích quá. Thì những cái từ như là thiệt và thích là có cái phụ âm cuối là tống khí, là tờ chờ đó, là nó phun nước bọt vào nho của ông. Và đó có thể là cái đường lây truyền virus corona. Cho nên là ông bịt khẩu trang lại cho nho để mà tránh những cái tia nước bọt do cái sự trầm trồ của khách. Đứng sau nho này nằm ngoài đường á, người ta cứ nhìn lên người ta nói thích rồi nước miếng văng vô á, nhiễm virus cúm đó. Phải đeo để ta bắn nước miếng vô, ta khen đẹp á, bắn vô. Mấy trùng này thấp mà đeo. Thank you.
sau khi mà quay được nửa đường thì người đàn ông chủ vàng nho cho biết là thực ra thì đó là một trò đùa của ông thôi. Việc mà người ta đến phá vàng nho là có thật. Cái việc mà người ta đi tập thể dục về túm tụm chỉ trỏ và nói thích thiệt, đã thiệt, làm phun nước bọt vô nho là cũng có thiệt luôn. Nhưng mà hôm nay ông không phải bắc thang lên để đeo khẩu trang cho nho, mà chỉ là đeo vào để đùa chơi. Rồi công việc chính của ông đó là dọn vườn, là bao gồm là cắt xương sâm xuống vò ăn cho mát. Và cái thứ hai nữa là triệt phá cái giàn tre, triệt phá mấy cái nhánh tre để cho nho nó có nắng, nó ra được hoa nhiều và đậu trái. Nhưng mà điều quan trọng nữa đó là ông sẽ bẻ những cái uống những cái nhánh nho mà ra trái dọc phía ngoài đường dời vào phía bên trong. Bởi vì sáng nào ông cũng rất đau lòng khi thấy mà nho của mình bị trẻ con nó dùng cây nó đập phá, trông rất là hoang tàn. Nói chung đây là một trò đùa. Cuộc sống nó vốn là đã nhạt thì lâu lâu cũng đùa tí cho nó nhạt thêm tí xíu cũng không sao. Đấy, thì cuộc sống cũng có những lúc vui thì lâu lâu có thể là ông ta đùa một tí cho nó giảm vui một chút. Chúc quý vị và gia đình là bình an trong cái đợt dịch này, và chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ nha. Xin kính chào quý vị.